Theo đô kính chào quý vị anh chị yêu âm thanh đi bãi trên toàn quốc. Để tiếp tục thực hiện những clip mà Theo đô thường hay làm, đó là một trong những các cái clip được quay chi tiết về những các cái sản phẩm mà bên Theo đô thường hay cung cấp đến quý vị anh chị em yêu âm thanh đi bãi trên toàn quốc. Đó là những video từ khi hàng về, quay bên ngoài và những video mở bên trong nội thất, để tất cả những quý vị anh chị em chúng ta cùng vào xem, tham khảo, đánh giá về chất lượng của dòng sản phẩm, và cũng để chúng ta có thể nắm bắt được những dòng sản phẩm nhiều những model khác nhau được thiết kế với cấu hình như thế nào. Thì ngày hôm nay đó là một trong những cặp đời đó là cực kỳ cao cấp mà Tiểu Audio mở nội thất để quý vị anh chị chúng ta cùng xem, với mã đời là JPL AM7215. Với cấu trúc của dòng AM7215, nó là một trong những dòng loa 3 đường tiếng và cũng là một trong những mã đời loa 4 số, nên được thiết kế do hãng thiết kế với những cái thiết bị cực kỳ cao cấp, và đây cũng là một trong những cặp loa, dòng loa cực kỳ hay để phục vụ đến quý vị anh chị. Chúng ta có nhu cầu vừa chơi, vừa bày, vừa sang chảnh. Mời quý vị anh chị chúng ta cùng xem với dòng sản phẩm được thiết kế với cấu trúc là một loa bắt neo 40 và một loa trung neo và một loa chép neo. Trước tiên, mời quý vị chúng ta cùng xem về những chiếc bát. Đó là một trong những chiếc bát neo quen thuộc và chúng ta hay thường thấy rằng những chiếc loa cao cấp đều được trang bị những chiếc bát neo như thế này, đời cũ to. Và tình trạng của những các cái dòng sản phẩm thì được tuyển chọn với tị audio, nó rất là đẹp để phục vụ cho quý vị chúng ta chơi được lâu dài, lâu bền và vừa chơi vừa trưng bày. Với những mã đời của dòng sản phẩm đó là bát 40, dòng bát neo, mã đời của bát là 2265HPL. 2265HPL đó là bát 40 và 2268HPL thì nó là bát 50. Tuy nhiên những dòng bát 50 thường xuyên dùng cho súp, còn những dòng mã bát 40 thường xuyên dùng cho full. Tình trạng về độ đẹp thì quý vị anh chị chúng ta cùng xem, thì Audio sẽ quay chi tiết để chúng ta cùng xem và trải nghiệm những cái nội thất của cái AM7215 này. Đấy. Từ những chiếc màn còn rất là đẹp, đấy, phục vụ đến quý vị anh chị em. Những chiếc nó được đẹp như này thì độ bền bỉ của nó sẽ được bền bỉ lâu hơn và nó sẽ chịu đòn tốt hơn. Còn xanh biếc những cái màng như này chúng ta thấy rằng còn đang rất là mới và rất là đẹp. Đấy. Mã số của màng thì nó nằm trong cái góc kia. Đây. Đấy. Mã của màng thì nó nằm trong góc này. Tuy nhiên thì nằm trong cái khóe, nó hơi tối, chúng ta cũng hơi khó xem. Tuy nhiên thì Audio cũng đọc cái mã lên để quý vị anh chị chúng ta cùng được xem. Chúng ta biết được chắc chắn nó có cái mã để chứng minh nó là một trong những các cái dòng hàng xịn. Đấy. Đây là nhện và những dòng sản phẩm của bát neo như này thì luôn luôn có cái âm thanh, cái chất lượng, nó đưa ra cái lời ca cũng như tiếng hát nó rất là trong sạch. Đấy. Đây là chiếc cây đầu tiên. Và đây là sang chiếc thứ hai. Đấy. Tất cả đều được quay và xem chi tiết và một cách chân thực để quý vị anh chị chúng ta biết được những các cái sản phẩm ở bên trong được trang bị và độ đẹp, độ xấu ra sao thì nó thực hiện ở những các cái video như này. Đấy. Côn chỉ nhẹ. Đấy. Đấy. Rất là đẹp. Từ những chiếc khung sườn chúng ta thấy nó còn đang sáng cảo đây. Đấy. Đây là tem chế độ đánh của dòng sản phẩm này, đó là bát 8 ôm quý vị anh chị em nhé, bát 8 ôm. Và màng. Đấy.
màng thì téo đô sẽ quay nó hơi xa lên tí để chúng ta được xem kỹ hơn, rõ hơn độ đẹp chi tiết từng các góc cạnh, từng chiếc màng, từng chiếc gân, từng chiếc rốn. Và những dòng ba đường tiếng cũng như những các cái đời bốn số như này thì luôn luôn được trang bị cho chúng ta với những cái củ chung cực kỳ chất lượng. Đó là củ chủ chung cũng đánh ở chế độ 8 ôm, mã đời của chung là 2169H California USA 8 ôm Made in Mexico. Đấy. Chúng ta thấy rằng một trong những cái củ chung này rất là gấu. Tuy nhiên cái củ chung chúng ta nhìn cũng gấu mà cái đường kính của cái loa chung này nó tầm khoảng 20 phân. Nhưng cái chung này được trang bị cho chúng ta một cái côn của cái loa chung nó dao động tầm khoảng côn 76 quý vị anh chị em nhé. Côn 76 và một chiếc chép neo cực kỳ cao cấp. Tại sao chúng ta thấy rằng những cái cặp này nó lại đắt đỏ đến như thế, do hãng sản xuất ra nó đắt đỏ đến như thế? Bởi vì những các cái thiết bị ở bên trong được trang bị cho chúng ta tất cả đều là những các cái thiết bị cao cấp, từ những cái củ chung, củ bát cho đến những cái củ chép như này. Củ chép được trang bị cho chúng ta với một cái chép cũng cực kỳ cao cấp, côn 76, đó là mã đời 2432H. Đấy, 2432H. Ví dụ như những các cái đời ba số như là 4, như là những cặp SR738 thì nó được trang bị cho chúng ta cái củ chép đời thấp hơn, đó là 2431. Tuy nhiên đã lên những cái mã đầu 7 này thì nó được trang bị cho chúng ta một cái củ chép là 2432H, cũng chế độ là 8 ôm, côn 76. Và tình trạng của những chiếc côn, đây là những chiếc côn xịn. Đây là những chiếc côn xịn do hãng thiết kế và sản xuất quý vị anh chị em nhé. Quan trọng nhất là những các cái thiết bị được trang bị cho chúng ta những cái củ chép cao cấp như này nên cái tiếng nó ra rất là hay và rất là chi tiết. Một trong những cái củ neo nhưng chúng ta thấy rằng còn rất là đẹp. Đấy, còn đẹp từ những các cái lõi bên trong và những chiếc côn xịn. Bên đây cũng thế, cũng một trong những chiếc loa chung cũng cùng là đầu mã 2169H. Đấy. CA USA Made in Mexico. Đấy. Chúng ta thấy không? Một cái củ rất là gấu được trang bị cho chúng ta những cái xương tản nhiệt. Đấy. Cái xương tản nhiệt nhìn rất là gấu. Và một trong những chiếc côn chép cũng còn rất là đẹp. Và đây là một trong những chiếc côn xịn. Và những cái video này thì Eldo đã mở nội thất chi tiết để quý vị anh chị chúng ta được xem chi tiết về cái thiết bị còn đang xịn sò 100%. Vì vậy nên những quý vị anh chị nào chúng ta có nhu cầu để chúng ta chơi những cái cặp như này, chúng ta hãy liên hệ với Eldo bằng số điện thoại hoặc Zalo để Eldo cung cấp thêm hình ảnh để chúng ta được xem chi tiết hơn nữa. Tuy nhiên sẽ không mở lần thứ hai và lần thứ ba, bởi vì nếu như mở ra nhiều thì nó cũng không có lợi, bởi vì mỗi một lần mở thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái con ốc mình mở ra mở vào nhiều. Đấy. Và những dòng sản phẩm này thì ở những chiếc thùng bên trong được trang bị cho chúng ta cũng rất là sâu và rất là gấu, nhìn cái cặp thùng này lên rất là bệ vệ. Một chiếc phân tần chúng ta nhìn thấy ở bên trong nó hơi hơi bị ngược sáng nên chúng ta xem nó sẽ hơi bị khó đây ạ. Đấy. Những chiếc phân tần. Đấy. Có lẽ cái này Tiêu Đô sẽ chụp để quý vị anh chị chúng ta được xem nó trong sạch hơn, bởi vì Tiêu Đô đang để như này nó đang bị ngược sáng mà luồn cái điện thoại vào bên trong thì nó cũng bị tối. Đấy. Tất cả những các cái sợi dây của Mỹ thì luôn luôn nó được làm rất là vững chãi và trông nó như thế này, nhưng mà chúng ta động vào nó rất là mềm. Đấy. Chất liệu của dây thì những các cái đồng, những các cái đầu dây này nó được mạ bạc. Đấy. Nên cái tiếp cận âm thanh rất là tốt. Một video ngắn này để quý vị anh chị chúng ta được xem về cái nội thất của cặp IM7215, luôn luôn bên Eldo thực hiện tất cả những sản phẩm đều được thực hiện những các clip về nội thất ở bên trong để chúng ta được xem chi tiết chúng ta trước khi chúng ta có nhu cầu để chơi những cặp loa cao cấp như những mã này. Và quý vị anh chị chúng ta có nhu cầu, chúng ta xin hãy liên hệ với Tị bằng số điện thoại hoặc Zalo Tị Audio Ninh Bình. Và video ngắn này thì Eldo xin được dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị anh chị trong những clip tiếp theo.